Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đi ghé cái quán của bà cụ mình mua xôi cả nhà. Bữa nay mình ăn xôi đi. Hôm gà ăn bún nước lèo cũng bị hơi ngán à. Ăn phở hủ tiếu cũng ngán luôn cả nhà. Thì cái quán xôi của bà cụ ở đường xuống Bãi Vàng ở Vinông ở dưới đó. Rất là xa cả nhà. Từ nhà mình đi xuống tới dưới đi về có 10 cây số. Rồi hiệp mời cả nhà đi ghé quán bà cụ mua xôi ha. Ở đây là nhà dơi của mình nè cả nhà, nhà nuôi dơi. Để hôm nào chiều dơi nó bay ra mình sẽ quay cho cả nhà xem ha. Mấy bữa nay bán đỡ không không bán? Bán có 3 ký mà còn bao nhiêu á? 3 ký hả? Có sữa ngọt sữa mặn luôn hả bác? Bán cho con 2 gói, một gói sữa ngọt một gói sữa mặn ha, gói 10 k. Mình làm vậy rồi xôi mình mấy giờ mình thức mình làm bà? 3 giờ rưỡi phía hả? Dạ 3 giờ rưỡi, 4 giờ. Ở con thấy bên đó là có cái quán bún nước lèo hả ta? Dạ. Phải không? Dạ. Bữa nào qua bển ăn thử coi, ngon không bé? Ngon. Ngon hả? Dạ. Gói 10 ngàn hả? Dạ. Dạ có người ta đã mua đó kìa, bán cho người ta trước đi. Hồi chiều hôm qua là mình ăn bún nước lèo bên đó mà mọi người cả nhà, trong chợ là ngày hôm qua là có một quán bún nước lèo, hôm qua mình ăn rồi rất chiều đó cả nhà. Còn bên đây là mình thấy có một quán bún nước lèo nè, để bữa nào mình ghé mình ăn mình sẽ quay cho cả nhà xem ha. Còn hôm nay thì mình ăn xôi thôi. Rồi bà làm có mình một hả bà? Có mình một đâu có ai đâu, con có chồng đi xa. Con có chồng đi xa chứ hả? Dạ đi thành phố nó mướn nhà ở thành phố. Dạ. Nhà trọ đó. Dạ. Rồi bà ở. Bà ở nhà với ở Út. Nhà với thằng tay Út mà bữa hổm á thì có té xe lần á. Rồi không có cho đi làm xa. Dạ. Làm gần thôi. Dạ. Cũng bình thường à. Dạ. Mà không dám mua xe ô tô cho nữa đâu, có tiền đâu mua. Già rồi không có. Hồi dạ. Đó nó té xe rồi. Dạ, khởi tiền. Nó té xe rồi đâu có cho nó mua xe gì nữa. Hồi đó nó còn thanh niên á. Dạ dạ. Để con về bà ơi. Xôi của bà mình có ghé mua một lần rồi cả nhà, ăn rất là ngon luôn. Dạ. Dạ. Vậy con về nha bà. Dạ. Về tới nhà rồi cả nhà. Sáng ăn một gói xôi, uống một ly cà phê là no rồi, no luôn cả nhà.
Mời cả nhà. Ngon quá. Sao ngọt. Mình thích xôi ngọt chứ không thích xôi mặn cả nha. Ngon quá nè. Quá đã. Ở đây nè. Dạ. Ông nội đang quay phim. Ông nội chơi lên đã. Ê đừng đụng. Đụng hư không? Đừng động. Qua đây. Bên ông nội á. Qua đây nè. Ông bà. Qua ông nội á. Qua đây nè. Ông nội kìa chào. Qua đây nè, chào bà. Chào bà con đi. Chào ông Bân. Chào bà con đi. Dòm lên. Dòm lên cái điện thoại chào. Dòm đó. Chào bà con. Chào cả ông Bân. Ăn xong lượm rồi đút cho ăn. Đúng không? Ông nãy vậy. Nó thôi không? Ngồi xuống đây. Đây là cà chua TV nè cả nhà. Đẹp không? Đẹp. Thấm rồi đẹp không? Ừ. Thấy không? Thấy không nổi không? Sáng dưới quê ăn chỉ 10 ngàn là no, cái no luôn á nha. Luôn ở nhà. Nữa không? Nữa sao nữa không? Nữa hả? Ăn nữa không? Ăn nữa không? Khoan, ăn hết đi uống. Mời cả nhà uống cà phê ha. Lâu lâu ăn sơn là ngon cả nha. Đi ăn bún, ăn bún riêu, phở với cũng hủ tiếu với cũng ngán. Thiệt mời cả nhà ha. Con uống không?
Rồi Hiệp xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ hai ông cháu Hiệp ha, để đón xem những video mới. Rồi Hiệp xin nói là chào.